Xin chào các bạn. Như đã hứa thì hôm nay mình sẽ nói chuyện về cái chủ đề rất là theo mình nó rất nhức đầu. Đó là bắt đầu thực hành thực dưỡng như thế nào. Xin lỗi các bạn là bây giờ trời ở đây mưa. Các bạn có thể nghe thấy tiếng mưa đúng không? Từ tháng 9 âm lịch đến bây giờ mới có một trận mưa. Xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn, các em đang theo dõi những gì mình nói chuyện. Grass Thảo, các bạn có nghe thấy tiếng mưa không ạ? Đấy, mình nghĩ là mình đã nói rất là nhiều về cái việc bắt đầu thay đổi theo thực dưỡng như thế nào rồi. Nhưng mà có lẽ là các bạn trẻ ngày nay mình cũng không biết, chắc là các bạn thích thích xem hơn là thích đọc. Trong khi đó cái thế hệ của tụi mình ấy thì cái phương tiện nghe nhìn không có đâu. Bọn mình thích đọc hơn là thích xem. Tại vì đọc sách ấy, nó ra nhiều vấn đề lắm. Ra nhiều vấn đề hơn là các bạn xem video nhiều. Ví dụ nhá, cùng một vấn đề. Dạy nấu ăn đi, chế biến một món ăn. Thì khi các bạn đọc sách ấy, các bạn biết các bạn thuận tiện hơn khi các bạn xem là gì không? Là các bạn phát huy cái trí tưởng tượng của các bạn. Cảm ơn các bạn. Hôm nay chắc tại mình cắt tóc cho nên trời mưa. Nhưng bây giờ mưa, cơn mưa này chắc nó chỉ lướt qua thôi chứ nó không mưa to đâu. Cho nên mình sẽ bắt đầu mình sẽ nói về cái lợi thế của cái việc đọc so với lại cái việc nghe, xem và nghe. Xem và nghe thì nó kích thích cái giác con mắt và tai của các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn đọc ấy thì nó kích thích cái trí não của các bạn. Cho nên mình thích đọc hơn là mình thích nghe. Rất nhiều bạn livestream, rất nhiều bạn nói chuyện thì thường thường mình chỉ chọn những cái bạn nào mà mình biết thôi. Dạ xin chào tất cả các bạn. Xin chào chị Vịnh Hoàng à. Thế còn người nào mà không biết là mình ít nghe lắm. Mình thường là mình đọc. Mình đọc xem họ viết cái gì. Và từ đó thì mình sẽ biết được con người là như thế nào. Có rất nhiều bạn ấy thì cứ thỉnh thoảng gửi những cái bài viết của em Dr. Húng Ngò cho mình. Ô, mình đọc mình thấy bạn này viết cũng được, không đến nỗi tệ. Là một con người cũng khá là có tâm hồn đấy. Chỉ có điều nếu như mà không lôi mình ra bôi bác thì chắc là cũng trở thành bạn bè cũng cũng tốt hết đấy. Nhưng mà thôi không sao, có vậy nó mới gọi là xã hội. Thế bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá, chắc là mình sẽ không không nói dài đâu. Mình có một cái album thực dưỡng thực hành ở trong nhà mình. Thì mình có chia sẻ là cái bước đầu tiên của cái việc thay đổi theo thực dưỡng là gì. Thế thì bây giờ mình sẽ liệt kê lại nhá. Đầu tiên ấy là các bạn thay cơm gạo trắng bằng cơm gạo lứt. Cái lý do tại sao á mà mình lại khuyến khích là cơm gạo lứt chứ không phải gạo sát dối. Gạo sát dối là đã chà bớt đi một phần vỏ cám rồi. Nghĩa là đã mất đi một phần cái lượng vitamin và khoáng chất có trong vỏ cám rồi. Mình ngắt lời một tí, các bạn khen da mình đẹp mình cũng phải nói thật. Mình trước giờ không bao giờ biết xài phần mềm chống nhục. Thế nhưng mà chẳng may chó ngáp phải ruồi, mua được cái con Samsung A50. Thế nó có sẵn tất cả những cái phần mềm trong đó. Thế mình chụp ảnh lên là nó cứ lung linh thế thôi. Còn thực ra ấy, da của mình bên ngoài là một cái nước da bánh mật. Ừ thì nó cũng mịn, ừ thì nó cũng trẻ, nhưng mà nó là da bánh mật, không phải là da trắng. Thế bây giờ mình tiếp tục nhé. Mình tiếp tục là bước đầu tiên ấy là các bạn thay cơm gạo sắt trắng bằng cơm gạo lứt. Nhớ nha, gạo lứt.
Gạo lứt là một loại gạo mà chỉ bỏ đi cái vỏ trấu bên ngoài, giữ lại toàn bộ hạt gạo. Hạt gạo thì có những phần nào? Có cái vỏ cám nó bao bọc bên ngoài, có cái phôi mầm nó sẽ nảy lên cây lúa sau này, và có tất cả những cái chất đường, chất bột ở trong cái hạt gạo. Tuy là cái vỏ cám với lại cái phôi mầm nó chiếm cái tỷ lệ chỉ 15 đến 20% so với tổng trọng lượng của một hạt gạo thôi, nhưng đó lại cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể chúng ta. Các bạn có thể tìm ở trên Google cái sự khác biệt giữa gạo sắt trắng và gạo lứt, thì các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt cực lớn về cái dinh dưỡng. Mà các bạn biết không, cái dinh dưỡng của hạt gạo lứt ấy, cái phôi mầm của hạt gạo lứt ấy, nó còn tốt hơn gấp tỷ tỷ lần bất kỳ một cái loại thực phẩm chức năng nào do các công ty dược phẩm hay là các công ty thực phẩm chức năng chế ra. Tại vì họ không thể nào mà bắt chước được toàn bộ những gì tốt đẹp nhất của thiên nhiên. Cái phôi mầm ấy nó chứa cực nhiều dưỡng chất thực vật. Thế cho nên là mình không khuyến khích ăn cơm gạo sắt rối, tại vì khi trà cái gạo sắt rối ấy thì một phần cái phôi mầm này đã không còn nữa. Một phần cái lớp vỏ cám mất đi. Thế cho nên là đồng nghĩa với cái việc mất đi một phần phôi mầm, một phần cái vỏ cám, thì chúng ta sẽ mất đi một phần dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Bởi vậy cho nên cái việc đầu tiên ấy, thực hành thực dưỡng, đó là thay đổi từ gạo sắt trắng sang gạo lứt. Và khi các bạn thay đổi từ gạo sắt trắng sang gạo lứt thì các bạn sẽ gặp một cái khó khăn là gì? Đó là nếu các bạn không biết nấu cơm lứt thì cơm sẽ cực kỳ cứng, rất khó ăn. Thế thì cái giải pháp mà khoa học công nghệ đã mang đến cho chúng ta rất nhiều cho những người đang bận rộn. Mình ấy, thì mình sẽ thích nấu cơm lứt bằng nồi gang hoặc là nồi đất ở trên bếp ga. Các bạn nào thích ấy, các bạn có thể dùng cái thố các bạn đổ vào và các bạn nấu bằng nồi áp suất, không sao cả. Nó cũng sẽ rất là ngon thôi. Thế mình dùng nồi gang với nồi đất, thế nhưng nếu mà bận rộn thì sao? Thì chúng ta có nồi cơm điện có chế độ nấu cơm lứt. Nhưng cái nồi mà nấu cơm lứt theo mình ấy là ngon nhất, mà là nồi điện, đó là nồi cao tần. Nồi cao tần nó cũng rất nhiều loại, nồi cao tần mới thì nó mắc lắm. Nhưng mà các bạn có thể dùng cái nồi cao tần cũ hoặc là xem ai bán đấy, giá nó khoảng độ gần 3 triệu, hơn 2 triệu, gần 3 triệu thì nấu cơm cũng ngon. Đấy, ví dụ mình đặt ra nhà chị Thiên Lương, chị Đinh Thị Song Nga thì chị có tặng mình một cái nồi cao tần, mình về mình nấu cơm cũng ngon lắm. Thế thì tất cả mọi người bây giờ thì cứ sáng ra thì tối mình ngâm gạo, xong sáng ra bắt đầu mình mới nấu. Mà khi nấu cơm gạo lứt ấy thì chúng ta nhớ là chúng ta phải cho thêm muối, và chúng ta cho thêm dầu mè hoặc là dầu lạc hoặc là bất kỳ một cái loại dầu nguyên chất nào đấy mà không phải là dầu tinh luyện nha các bạn. Cái dầu tinh luyện là một trong những cái thủ phạm gây ra các bệnh tim mạch cho chúng ta. Cho nên là chúng ta hãy dẹp cái dầu tinh luyện đó ra khỏi gian bếp của mình nha. Bạn biết là dầu tinh luyện là một trong những cái chất béo chuyển hóa cực kỳ độc hại. Nó khi đi vào trong cơ thể nó không bị đào thải ra thì nó sẽ tích tụ lại và nó gây tắc nghẽn các mạch máu và từ đó mà phát sinh các bệnh hồi lý về tim mạch. Đấy, thế xong cái việc thay đổi gạo thì các bạn học cách nấu cơm. Các bạn có thể vào trang thực dưỡng Minh Tịnh nha. Các bạn chỉ cần gõ cái trang thực dưỡng Minh Tịnh thôi là sẽ ra cái mặt mình chụp hình với lại cái hình ở khu du lịch Tà Đùng ấy. Đấy thì các bạn sẽ đọc. Nồi cao tần thì các bạn có thể vào trang thực dưỡng thực hành, vào cái nhóm thực dưỡng thực hành, và các bạn đăng lên, các bạn hỏi xem là có bạn nào đang cung cấp nồi cao tần không. Mình nhớ là có bạn nào đã cung cấp trong trang thực dưỡng thực hành rồi, nhưng mà không nhớ thôi. Đấy, tại vì mình có rồi cho nên là mình cũng không quan tâm lắm. À, các bạn sẽ vào đấy các bạn xem ha.
Đấy, bước thứ hai sau khi thay đổi gạo là gì? Là chúng ta thay toàn bộ gia vị trong căn bếp của các bạn. Xin thưa với các bạn là cái khoa học kỹ thuật nó cũng mang lại cho chúng ta rất rất nhiều lợi ích, đồng thời bên cạnh đó thì cũng cực nhiều cái mặt hại. Trong căn bếp của chúng ta thì sẽ có những cái gì? Đường tinh luyện là một, dầu ăn tinh luyện là hai, nước mắm hóa chất là ba, bột canh là bốn, nước tương hóa chất là năm. Gì nữa? Đấy, năm cái loại cơ bản nhất mà hầu như gian bếp nào cũng có và cực kỳ rẻ khi chúng ta ra siêu thị chúng ta mua. Thế bây giờ mình phải nói thẳng cho các bạn biết một điều như thế này. Cái dầu lạc ấy mà ép bằng cái máy ép dầu gia đình, các bạn sẽ mất từ 2 cân rưỡi cho đến 2 cân 8 lạc. Các bạn mới ép ra được 1 lít dầu lạc. Sau khi các bạn để lắng lại rồi đấy, các bạn hớt lại cái phần trên ấy, thì các bạn sẽ chỉ còn lại chừng khoảng độ 900 ml thôi. Thì các bạn tính với cái giá thành bây giờ đi, là các bạn ra cái giá gốc của 1 lít dầu lạc là bao nhiêu? Rồi, còn nếu mà các bạn ép dầu mè, tại vì các bạn cần phải để lắng, thì các bạn sẽ mất từ 3 cân đến 3 cân 2 mè, các bạn mới ép ra được 1 lít dầu. Tùy từng cái loại mè nó mẩy hay là nó không. Thế các bạn nhân với cái giá các bạn đang mua bây giờ, thì các bạn sẽ ra cái giá bán 1 lít dầu nguyên chất là bao nhiêu. Thế nhưng khi các bạn vào siêu thị, thì 1 lít dầu ấy, nó chỉ có 5-60 nghìn thôi. Thế thì họ làm cái gì ra cái 1 lít dầu giá thành có 5-60 nghìn đó, trong khi 5-60 nghìn các bạn còn chưa mua nổi 1 cân mè nguyên liệu nữa. Mình không biết, mình nói thật là mình không biết, mình chỉ nghe thấy người ta đồn là dầu này làm từ cái này làm từ cái kia, mình không quan tâm. Nhưng bản thân mình là cái người tự ép dầu, vì ban đầu của mình ép dầu là gì? Là thứ nhất là vừa phục vụ cho cái nhu cầu trong gia đình, vừa lấy cái bã đó để đem đi chăn nuôi và đem đi ủ phân. Thì mình mới biết là cái sự tiêu hao đó là bao nhiêu. Thế cho nên là bạn nào ấy mà tự trồng được mè, tự trồng được lạc, các bạn tự ép dầu thì các bạn sẽ thấy. Và các bạn so sánh cái giá giữa cái việc các bạn ép dầu nguyên chất với cái giá mà các bạn mua ở siêu thị đi. Nó như thế này này. Giá siêu thị ở đây, giá các bạn ép dầu nguyên chất ở đây. Nó cách nhau một khoảng rất là xa. Nhưng cái khoảng rất là xa này nó thể hiện ở cái sức khỏe của các bạn. Mình đọc ở đâu đó thấy nói là lúc mà vào trong bệnh viện rồi ấy, cái mong muốn lớn nhất ấy là ra khỏi bệnh viện. Và cái giường đắt nhất trên thế giới là cái giường bệnh. Các bạn thử vào bệnh viện mà xem. Kính thưa các loại tiền. Kính thưa các loại tiền khi các bạn bước chân vào bệnh viện. Và tất nhiên, khi mà các bạn chữa bệnh thì nó sẽ có người khỏi người không, đấy là chuyện bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Thế nhưng mình đang nói về cái thay đổi gia vị nha. Đấy là dầu ăn. Và dầu ăn ấy, kể cả các bạn dùng dầu nguyên chất cũng không khuyến khích các bạn dùng nhiều nha. Tại vì khi mà các bạn chiên ở nhiệt độ cao ấy, nó có thể tạo cái việc ngon miệng cho các bạn đấy, nhưng đồng thời nó cũng sẽ làm bay hơi mất những cái dưỡng chất cần thiết. Chưa kể là cái nhiệt độ cao nó còn chuyển hóa một số độc chất trở thành độc tố. Là nói về dầu ăn, thứ hai là nói về nước mắm. Mình đã từng đả phá Masan. Mình từng đả phá cái thể loại nước mắm Chinsu 3 trong 1 toàn là hóa chất.
cầm một chai nước mắm Chinsu lên, thói quen của mình là mình nhìn cái thành phần nguyên liệu. Và mình đếm ra 22 thành phần nguyên liệu trong đó. Đủ các thể loại chất tạo màu, chất tạo mùi, chất tạo độ chua, chất điều chỉnh độ axit, rồi chất điều vị. À, chắc cái chất điều vị này nó mới gọi là cái đau đầu đây này. Chúng ta được cảnh báo là mì chính nó rất là độc. Và chất điều vị là một tên gọi khác của mì chính. Ký hiệu của nó là 621, 622, 627, 623. Chữ đầu tiên của nó là chữ E. Bởi vậy cho nên là cái mì chính này á, cái chất điều vị á, bạn cầm bất kỳ một cái sản phẩm công nghiệp nào lên đều có chất điều vị, đau thế cơ chứ. Trong khi đó nếu như mà là đồ của thiên nhiên ấy, nó chẳng cần chất điều vị, nó cũng ngọt. Cái đậu đỗ nhà mình nhá, su hào này, đậu ve này, tất cả những cái rau mà mình trồng ấy, mình không cần mì chính nó cũng rất ngọt, mà nó là một cái vị ngọt của thiên nhiên. Thế thì cái chất điều vị đấy nó đánh lừa cái vị giác của chúng ta, nó cho chúng ta một cái vị ngọt giả tạo chứ không phải là một vị ngọt thực. Chỉ khi nào chúng ta quay trở về với cái việc ăn đồ ăn thiên nhiên rồi, chúng ta ăn trở lại cái mì chính ấy, chúng ta mới thấy nó ghê, nó lợ lợ, nó khó chịu vô cùng. Mình mà cứ ăn mì chính xong gọi là nguyên cái phần cổ này với cái phần vai phần gáy này này nó ê ẩm luôn, như kiểu có ai đang dần 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 ở chỗ này, nó nhức nhối khó chịu lắm. Và bên cạnh mì chính, sau khi bị đả phá rồi á, thì các nhà sản xuất rất thông minh, sáng chế ngay ra một loại có tên là bột nêm. Các bạn hình dung đi, các bạn muốn có được một cái nồi nước lèo ngọt, nếu các bạn ninh bằng rau củ quả thì các bạn sẽ phải tốn cái gì? Củ sắn, mà ngoài Bắc gọi là củ đậu, cà rốt, củ cải, bắp cải, mướp, quặn nướng nó lên, kể cả là củ hành tây nữa. Các bạn nướng lên, sau đó các bạn thả vào, các bạn nấu nước lèo. Để có được 1 lít nước lèo thì các bạn tương đương các bạn tốn 1 kg nguyên liệu các thể loại. Thế trong khi đó 1 lít nước canh của các bạn cho có tí xíu bột nêm này. Các bạn thấy cái sự lợi hại của hóa chất chưa? Các bạn chiết xuất từ rau củ quả thiên nhiên thì nó mất thời gian của các bạn, nhưng nó bảo vệ sức khỏe của các bạn. Cái bột nêm ấy nó ngọt gấp 100 lần cái bột ngọt, vì nó chứa cả cái đường hóa học ở trong đấy nữa. Cứ bảo là bột nêm ngon từ thịt, ngọt từ xương, chứ lấy đâu ra lắm thịt với xương để mà ninh như vậy, làm gì có. Thế cho nên là các bạn thay cái bột nêm với bột ngọt ấy bằng cái gì? Bằng cái đường thiên nhiên thôi. Bằng những cái gia vị dưỡng sinh như là tương miso hoặc là tương tamari. Các bạn biết nấu ăn dưỡng sinh, các bạn nêm bằng miso với tamari, bạn các nấu bằng các thực phẩm thiên nhiên rất ngon ngọt, không hề thua bột nêm bột ngọt một xíu nào. Mà ăn cái vị nó rất thanh chứ nó không bị lợn lợn, nó cứ kéo lên cái cổ lợn lợn nó rất khó chịu. Nem tất ca em ơi, tất ca là thượng phẩm. Hằng hằng tất ca là thượng phẩm em ạ. Em chơi sang quá, chị chỉ dừng lại ở miso với tamari thôi, tất ca chị để chị ăn cơm đấy. Các bạn thay mì chính, thay bột canh, thay bột nêm bằng miso này, bằng đường mía này, đường phèn này, đường thốt nốt này, tamari. Khi các bạn biết kết hợp những cái gia vị dưỡng sinh với nhau, rất ngon. Rất ngon, các bạn không cần bất kỳ một cái thể loại bột nêm mì chính nào. Nồi canh của các bạn, nồi nước lèo của các bạn rất ngon. Mình đảm bảo điều đó là vì mình nấu rất nhiều rồi, mình phải biết chứ. Nước mắm.
Các bạn bỏ toàn bộ cái nước mắm hóa chất đi, mà các bạn thay bằng những cái nước mắm truyền thống, chỉ làm từ cá và muối, không có nước luôn nha. Vì sao? Vì trong cá đã có rất nhiều nước rồi. Khi mà bà con nông dân mình làm nước mắm ấy, thì bà con nông dân mình trộn muối với cá theo một tỷ lệ nhất định, sau đó ủ cái chượp lại, thì nước nó dỉ ra, nước từ trong cá nó dỉ ra, nước đó là nước mắm. Và chúng ta ăn cái đó mới tốt, chứ không phải là chúng ta ăn cái thứ nước chấm công nghiệp giả danh nước mắm. Hồi mình viết cái bài mình phân tích cái nước mắm hóa chất của Chinsu 3-1 ấy, rất là nhiều người đe dọa mình là cẩn thận, không là Masan chơi chị rồi, Masan thế nọ, Masan thế kia. Mình là mình có mà sợ ấy. Nếu mà mình sợ thì mình đã không lên tiếng, mà mình đã lên tiếng là mình đếch sợ. Nói luôn, điện thoại ghi âm tất cả các thứ đầy đủ, các bạn gọi điện thoải mái, mình cứ ghi âm lại thôi. Việc gọi điện là của các bạn, ghi âm là của mình nhá. Mọi thứ đều đầy đủ chờ sẵn các bạn. Tiếp theo nữa là mình thay đổi cái gì? Mình thay cái đường tinh luyện bằng cái đường thiên nhiên. Đường thiên nhiên của chúng ta rất nhiều các bạn ạ. Đường mía, đường thốt nốt, đường phèn. Đấy. Đường phèn á, là đỉnh cao của mấy cái đường thiên nhiên. Cái đường phèn mà kết tinh từ mía tự nhiên nhé. Có hai loại đường phèn. Một loại là tự kết tinh và một loại là nấu. Sau khi mà lọc hết tất cả những cái bã hay là những cái chất bẩn đi rồi ạ, thì sẽ dùng cái dây ấy để cho nó giọt xuống thành từng cục một. Thì cái có hai các loại đường phèn đó, bạn dùng loại nào cũng được. Nhưng mà cái loại mà kết tinh tự nhiên từ mật mía nó sẽ có nhiều cái dược chất hơn và thường dùng để làm thuốc tốt hơn. À, đường thốt nốt, đường mía, đường tự nhiên. Các bạn không cần phải làm gì nhiều. Nên tại sao nhé? Khi các bạn uống một cái ly nước đường tinh luyện và một cái ly nước mía, các bạn thấy hai cái vị nó khác nhau hoàn toàn luôn. Cái đường tinh luyện nó chỉ có một vị duy nhất là ngọt. Nhưng mà cái ly nước mía đấy thì nó tùy thuộc vào cây mía mà các bạn sẽ có vị ngọt này, có một chút chua này, xong rồi thêm rất là nhiều những cái dưỡng chất khác, nó không bị mất đi. Nó còn ở trong cái ly nước mía. Cho nên là uống cái ly nước mía nó tốt gấp tỷ lần uống cái ly nước đường tinh luyện. Mà các bạn thử tính mà xem, nếu mà vào trong cái nhà sản xuất xuất ấy, các bạn mới thấy người ta làm đường tinh luyện nhá, sau khi người ta ép xong, người ta nấu xong, người ta phải dùng hóa chất, người ta tẩy tất cả các thể loại đi, chỉ còn giữ lại một cái vị ngọt thôi. Nó âm kinh khủng khiếp. Và cái đường đấy á, nó gây nghiện. Tất cả những cái nhà sản xuất nước giải khát trên thế giới, họ đều cho đường tinh luyện hoặc đường hóa học vào để tạo cái độ ngọt. Nó gây nghiện mà. Bọn trẻ con uống vào là bị nghiện thôi. Em làm mắm bán mà không ai mua, em ăn chắc 2 năm mới hết loại mắm. Trời ơi trời, sao tội có vậy. Gửi cho chị thử xem chất lượng như thế nào xem nào. Gửi chị thử chất lượng xem, nếu mà chất lượng ngon ấy thì giới thiệu vào trong trang thực dưỡng thực hành để cho bà con bring đi chứ. Cái trang đấy sinh ra là để cho bà con mua được cái đồ thực dưỡng ngon mà. Các bạn thay đổi toàn bộ cái gia vị dưỡng sinh hóa chất nhé. Các bạn lưu ý là các bạn lên trên mạng, các bạn chỉ cần gõ cái chìa khóa là gõ cái từ khóa là các phụ gia thực phẩm độc hại, nó ra cho các bạn một cái sớ những cái phụ gia này nó có khả năng gây ra bệnh này, phụ gia kia nó có khả năng gây ra bệnh kia, và nó ghi ra một cái sớ dài là dằng dặc luôn. Và mình đã nói rất nhiều lần rồi, cái mà nó đã ức chế cái sự sinh sôi của vi khuẩn thì đồng thời nó cũng ức chế luôn cái chức năng của gan. Cho nên khi các bạn ăn nhiều cái thực phẩm công nghiệp mà có chứa nhiều cái chất bảo quản thì tất yếu gan của các bạn nó sẽ hư. Gan hư rồi á thì thận nó kém. Gan thận là hai cơ quan thải độc của cơ thể, mà nó hư với nó kém ấy
yếu độc tố nó sẽ tích tụ trong cơ thể. Và khi độc tố nó tích tụ rồi thì xin thưa với các bạn, ung thư đang chờ các bạn đấy. Ung thư không phải ngày một, ngày hai mà nó phát triển đâu ạ. Mình đang loại trừ vấn đề tâm linh nha. Mình không tính đến vấn đề tâm linh ở đây. Mình chỉ nói về cái vấn đề vật chất đời sống thôi. Thì ung thư là một cái sự tích tụ trong thời gian dài những độc tố mà cơ thể không đào thải được do chức năng gan thận yếu. Giải thích thế cho nó nhanh. Lý do của ung thư đấy. Mà tại sao mình có nói là khi các bạn đi sinh thiết ung thư ấy là cái tiền đề cho cơ thể của các bạn ấy nó nhiễm ung thư toàn bộ luôn. Và sau khi chọc sinh thiết ung thư rồi thì nó là cái nguyên nhân để sau này các bạn được tặng cái gọi là ung thư di căn. Thế là nhiều bạn bảo rằng em bị nghi là ung thư, bắt các bác sĩ bắt em đi sinh thiết. Thế theo chị thì em nên làm thế nào? Mình mới hỏi là thế nếu em biết là sinh thiết đã sau này em được khuyến mãi thêm một cái đó là ung thư di căn em làm không? Dạ em không. Tại có nhiều cách để xác định ung thư khác mà. Đâu nhất thiết cứ phải chọc sinh thiết vào để mới xác định được đâu. Khoa học kỹ thuật tiến bộ rồi. Nhưng mà vẫn không tiến bộ trong việc chữa bệnh đâu. Tiếp tục nói về cái vụ mà thay đổi gia vị. Chúng ta còn cái gì nữa? Chúng ta còn muối. Ngày xưa ấy, có cái bệnh bướu cổ. Và các nhà khoa học tìm ra nguyên nhân bướu cổ là do thiếu iốt. Và sau khi tìm ra được cái thiếu iốt rồi á, là bắt đầu bà con mới được bán cho một loại muối có trộn iốt. Còn thực chất cái muối đấy là như gì, như nào và nó được làm từ đâu thì chỉ có nhà sản xuất muối iốt đó mới biết. Và mình thì không bao giờ ăn muối iốt. Tại vì ngày nhỏ là mình cực thích ăn cá, nhà mình gần biển. Không ngày nào là mình không được ăn ngao, vọt cá khoai, cá đối, con ốc móng tay rồi con đủ các thể loại. Thế cho nên là mình không ngán và mình cũng không cần. Mình cũng không cần phải dùng đến những cái muối iốt đó. Thay vào đó thì các bạn nên dùng muối hạt, muối biển. Muối là một trong những cái kết tinh của thần biển. Thế là thay cái muối iốt và những cái muối muối tinh ấy bằng cái muối hạt nhé. Và sau này ấy, là chúng ta có muối hầm. Muối hầm thực chất là cái muối biển lớn ấy bỏ vào một cái hầm nung ở một cái nhiệt độ cao và cái muối hạt đó, nó rã ra trở thành muối hầm. Muối hầm nó giống như là cát ấy. Mịn lắm. Đó, thì các bạn đã thay xong chưa nhỉ? Thay vì dầu ăn tinh luyện bằng dầu nguyên chất, dầu gì cũng được nhé, dầu mè, dầu lạc, dầu ô liu, dầu gì cũng được miễn là dầu nguyên chất. Thay cái đường tinh luyện bằng đường thiên nhiên, đường phèn, đường thốt nốt, đường mía. Rồi thay nước mắm hóa chất bằng thay nước mắm hóa chất bằng nước mắm truyền thống nguyên chất. Ai ăn chay thì chúng ta thay bằng nước tương tamari. Chúng ta thay toàn bộ những cái nước tương trên thị trường bằng tương tamari. Toàn bộ nước tương trên thị trường nha, không chừa bất kỳ một loại nào. Nào là Maggi rồi Chinsu rồi tất tần tật tật. Khi mua bất kỳ một sản phẩm nào, các bạn làm ơn hãy đọc cái thành phần cấu tạo của nó. Thành phần cấu tạo ấy mà nó có chứa cái gì? Chất điều vị. Bất kỳ một cái gì nó cũng đều có chất điều vị hết á, trả nó lại trên kệ, kiếm đồ khác mua. Chất điều vị thiên nhiên chúng ta có thể tự dùng nấu bằng rau củ quả, thịt cá gì đó rất nhiều, không cần phải dùng đến cái chất điều vị hóa học. Rồi gì nữa? Đấy, thế thôi. Cái gia vị rất quan trọng nha các bạn. Các bạn thay gạo rồi mà các bạn không thay đổi gia vị ấy, chả tác dụng mấy đâu.
Các bạn nên thay toàn bộ gia vị đi. Thì cái việc thay đổi gia vị đó nó mới giúp cho các bạn chữa bệnh luôn đấy. Cái tương tamari của dưỡng sinh nó là một trong những cái vị thuốc rất quý. Hầu hết tất cả những cái gia vị dưỡng sinh đều là thuốc giải độc. Nên các bạn cần phải có những cái gia vị dưỡng sinh trong nhà. Khi mà các bạn gặp một cái vấn đề gì đó, các bạn hỏi mình cách chữa như thế nào, câu đầu tiên mình sẽ hỏi các bạn là nhà em có đồ dưỡng sinh gì? Tại vì em đang hỏi một cái dân dưỡng sinh về cách trị bệnh, mà em không có đồ dưỡng sinh thì chị chỉ em làm sao? Thế cho nên là các bạn muốn hỏi bệnh, hỏi chữa bệnh thì trước hết là các bạn phải có gia vị dưỡng sinh ở trong nhà nhé. Đấy. Thay rồi, thay gạo rồi, thay gia vị rồi. Xong bây giờ đến thay đổi cái nhà tắm của các bạn. À, khoa học kỹ thuật cho chúng ta rất nhiều thứ, mình vẫn thừa nhận như thế. Nhưng chỉ có điều là ban cho chúng ta nhiều hóa chất quá. Dầu gội đầu, sữa tắm, bột giặt là ba cái thứ quan trọng nhất của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta muốn sống một cái cuộc sống thực dưỡng là chúng ta sẽ phải thay cái dầu gội đầu hóa chất bằng cái dầu gội đầu thiên nhiên. Mình á là mình cái tóc của mình đây, mình tự đun bồ kết với cái lá hương nhu, lá xả, quả chanh, quả quất hái ở trong vườn về mình đậu mình đun. À, nước giặt ấy thì các bạn ngâm được bồ hòn là các bạn ngâm, nhưng mà mình dùng cái nước giặt phân hủy sinh học của Amway để mình dùng. Rồi kem đánh răng thì có các thể loại kem đánh răng của Dentyl làm từ cuống cà với muối của thực dưỡng. Sữa tắm thì thực ra thì mình cũng chẳng cần. Mình thả muối vào trong cái xô nước nóng, sau đó mình ngâm người vào trong đó, rất là sạch và khỏe. Đấy. Thì đấy, các bạn cần thay như thế. Và các bạn sẽ học dần cái cách nấu ăn thế nào cho ngon, cho đảm bảo cân bằng âm dương. Đấy. Và cái quan trọng nhất của cái việc ăn uống dưỡng sinh là các bạn phải chọn được cái nguồn thực phẩm. Nguồn thực phẩm ấy, gạo, rau, thịt, cá gì cũng được. Các bạn phải là cái nguồn sạch, nguồn thiên nhiên. Và khi các bạn đưa cho cơ thể của chúng ta những thực phẩm lành sạch thì tự cơ thể của chúng ta sẽ sinh ra máu huyết khỏe mạnh. Máu huyết khỏe mạnh thì giúp cho khí huyết lưu thông. Máu huyết khỏe mạnh và khí huyết lưu thông thì chúng ta không có bệnh gì cả. Nguyên lý chữa bệnh là như thế thôi. Thế cho nên mình chốt lại nhé, để cho các bạn đỡ hỏi nữa. Thay đổi theo dưỡng sinh là thay đổi như thế nào? Đầu tiên là thay đổi gạo. Thứ hai là thay đổi toàn bộ gia vị cho căn bếp. Thứ ba là thay đổi toàn bộ những cái đồ dùng hàng ngày ở trong nhà tắm. Và cuối cùng là các bạn sẽ phải lựa chọn những thực phẩm thiên nhiên lành sạch. Có 4 bước đó thôi. Thế thì chúc tất cả các bạn xem cái buổi livestream ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi cái cuộc sống theo dưỡng sinh để chúng ta tự phòng và trị bệnh cho mình trước. Nhất là cái thời điểm này là thời điểm mà dịch bệnh sẽ rất nhiều các bạn. Nếu mà chúng ta không tự tạo cơ thể của chúng ta có được một cái sức đề kháng khỏe mạnh thì chúng ta không thể chống lại được bệnh tật đâu. Nhưng khi cơ thể của chúng ta có được cái sức đề kháng khỏe mạnh rồi thì giống như mình ấy, mình chả sợ gì cả. Bất kỳ một con virus vi khuẩn nào đối với mình ấy, nó cũng chỉ là một con trong những sinh vật của tự nhiên. Nó có vì nó cần phải có. Thế thôi. Thế cho nên là chúc tất cả các bạn sẽ có một cuộc sống vui, khỏe với thực dưỡng. Và thực ra thì thực dưỡng không khó đâu, rất là dễ. Hôm nay mình chưa nói về cái vấn đề uống nước tiểu của mình đấy nhé. Hẹn các bạn một ngày khác mình sẽ nói về vấn đề uống nước tiểu. Rất là thú vị. Một vấn đề mà mình bị báo chí này, rồi nhà báo này, rồi tivi này, tất cả các thứ lôi mình ra chửi, xong rồi lôi mình ra mổ xẻ, rồi giới bác sĩ Tây y thì đủ các thể loại chửi mình. Sau đó thì kéo theo đó là một loạt những người vào chửi nói cực kỳ vô văn hóa và mất dạy. Trong khi đó không hề biết được rằng nước tiểu nó có một cái dược dụng như thế nào. Khi các bạn không thử, các bạn không tìm hiểu
Chỉ cần thấy có một cái người nào đó phản đối thôi là các bạn lao vào các bạn chửi, các bạn auto chửi. Như mình nói đấy, các bạn chả khác nào con thú cả. Các bạn không dùng cái đầu của các bạn các suy nghĩ, mà các bạn bị một thằng khác nó dắt mũi đi. Và chúc các bạn khi ăn thực dưỡng rồi ấy, là không có bị ai dắt mũi cả. Ngược lại, phải dắt mũi mấy thằng ngu theo mình cho nó bớt ngu đi. Thế nhá, tạm biệt các bạn.